Mời quý vị cùng đến với những tin tức thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Fahan Haq cho biết, Liên Hợp Quốc quan ngại trước các báo cáo về vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên và một lần nữa kêu gọi Triều Tiên thực hiện đúng các nghĩa vụ quốc tế trong khuôn khổ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Qua chức này kêu gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên nối lại các nỗ lực ngoại giao hướng tới mục tiêu hòa bình bền vững và phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Trước đó vào sáng sớm nay, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên xác nhận, nước này đã thực hiện thành công vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm thế hệ mới vào ngày 19 tháng 10. Vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra chỉ một ngày sau khi các đặc phái viên của Mỹ và Hàn Quốc có cuộc hội đàm tại Washington để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa của Triều Tiên. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đồng loạt lên án vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Hàn Quốc có kế hoạch thử nghiệm phương tiện phóng không gian đầu tiên được sản xuất hoàn toàn trong nước từ tỉnh Jeolla Nam vào ngày mai, 21 tháng 10. Theo Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc, tên lửa ba tầng mang tên Nuri sẽ cất cánh vào lúc 4 giờ chiều mai theo giờ địa phương, với nhiệm vụ đưa một vệ tinh giả nặng 1,5 tấn lên độ cao từ 600 đến 800 km. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ bảy trên thế giới sau Nga, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ phóng thành công tên lửa vũ trụ với công nghệ phát triển trong nước có khả năng mang theo vệ tinh nặng hơn một tấn vào quỹ đạo. Theo kế hoạch, tên lửa Nuri sẽ bay thử ít nhất 5 lần để chứng minh tính ổn định trước khi mang về tinh thật. Trong bối cảnh Afghanistan đang đối mặt với tình hình bất ổn an ninh và khủng hoảng nhân đạo, Nga tổ chức một hội nghị quốc tế với sự tham gia của Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Iran và Taliban, lực lượng lãnh đạo tại Afghanistan hiện nay. Dù thiếu sự có mặt của Mỹ, giới quan sát nhận định Nga có những thông điệp gửi đến Mỹ qua hội nghị lần này. kể từ khi Taliban quay lại kiểm soát Afghanistan, Nga phải đau đầu tính toán để làm sao vừa củng cố ảnh hưởng của mình tại khu vực sau khi Mỹ rút quân, vừa không can dự vào những xung đột nội bộ ở Afghanistan. Điều này sẽ được thử thách tại hội nghị quốc tế về an ninh và tình hình chính trị ở Afghanistan khi Nga gặp các đặc phái viên của Taliban. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thận trọng đánh giá sẽ không vội chính thức công nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan. Trước thềm hội nghị, phía Nga tái khẳng định điều này. Giống như hầu hết các quốc gia có ảnh hưởng khác trong khu vực, chúng tôi đang tiếp xúc với Taliban. Chúng tôi thúc đẩy họ thực hiện những tuyên bố mà họ đã đưa ra khi lên nắm quyền. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thảo luận việc công nhận chính thức đối với Taliban. Dù vậy, cuộc gặp trên là một cánh cửa để Taliban mở ra các kênh ngoại giao quốc tế. Kể từ khi nắm quyền kiểm soát Afghanistan cách đây hai tháng, giới lãnh đạo Taliban đã thăm một số quốc gia trong nỗ lực đảm bảo sự công nhận quốc tế nhằm tránh một thảm họa về kinh tế tại quốc gia này. Giới lãnh đạo Taliban sẽ tham dự hội nghị lần này để thể hiện quan điểm của mình. Đầu tháng 10 năm 2021, các quan chức Mỹ đã tổ chức các cuộc trao đổi với phái đoàn Taliban tại Doha, Qatar nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh và một hành lang an toàn cho những người muốn rời khỏi Afghanistan. Các cuộc trao đổi với Taliban do Nga tổ chức được cho là có quy mô rộng hơn với những bên tham gia bao gồm cả Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ và Iran. Mặc dù được mời, nhưng Mỹ cho biết không thể tham dự hội nghị này vì những khó khăn về mặt hậu cần. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay, trong những cuộc trao đổi với các đại diện của Nga, Trung Quốc và Pakistan ngày 19 tháng 10, các quốc gia này đã thể hiện mối quan tâm chung trong việc cung cấp hỗ trợ kinh tế và nhân đạo khẩn cấp cho Afghanistan. Với Nga, có lẽ điều quan trọng hơn cả tại hội nghị này là đưa ra những sáng kiến của mình. Moscow muốn trở thành một nhà trung gian hòa giải chủ chốt trong những vấn đề liên quan đến Afghanistan. Ưu tiên hàng đầu của Nga là tận dụng những lo ngại về an ninh khu vực để gia tăng ảnh hưởng ở Trung Á, một khu vực mà Moscow đang cạnh tranh ưu thế với Bắc Kinh. Chưa rõ kết quả ra sao, nhưng theo giới phân tích, Hội nghị quốc tế về Afghanistan do Nga tổ chức rõ ràng còn là hội nghị về Nga. Nga muốn thể hiện vai trò của mình và cho Mỹ thấy rằng nếu không có Nga, vấn đề Afghanistan sẽ không được giải quyết. Trước diễn biến căng thẳng của dịch COVID-19 với số ca mắc mới và tử vong liên tục tăng cao, chính phủ Nga cũng như chính quyền nhiều khu vực đang lên kế hoạch siết chặt trở lại các biện pháp hạn chế. Tiêm vaccine phòng ngừa giờ đây được coi là trách nhiệm công dân người dân Nga lúc này cần phải lựa chọn hoặc tiêm vaccine hay chịu đựng các biện pháp hạn chế để ngăn chặn Covid-19 ngày 19 tháng 10 tại cuộc họp phòng chống Covid-19, Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova đã đề xuất tiến hành những ngày không làm việc tại nước này từ 30 tháng 10 đến mùng 7 tháng 11. Đối với những vùng có tình hình dịch tễ phức tạp, bà đề nghị những ngày không làm việc được áp dụng kể từ ngày 23 tháng 10, đồng thời cho phép những công dân đã được tiêm chủng và đã khỏi bệnh đến các cơ sở nhất định khi xuất trình mã QR. Chúng tôi cũng đề nghị chủ lao động chuyển những người lao động trên 60 tuổi chưa được tiêm phòng sang làm việc từ xa trong ít nhất 4 tuần và cho người lao động tiêm vaccine được nghỉ 2 ngày. Dù chưa từng phòng toàn nghiêm ngặt, Nga giờ đây sẵn sàng áp dụng các hạn chế mới để ngăn làn sóng thứ tư. Thị trưởng Moscow cũng công bố kế hoạch áp dụng trở lại việc làm việc từ xa, tiêm chủng bắt buộc với nhân viên ngành dịch vụ và hàng loạt biện pháp khác. Những ngày qua, Nga liên tục ghi nhận số ca mắc và tử vong cao kỷ lục. Ngày hôm nay 20 tháng 10, nước này tiếp tục báo cáo số ca tử vong do COVID-19 ở mức cao mới. Với 1.028 trường hợp, số ca mắc mới là hơn 34.000 người. Hiện tại, Nga đang ở giai đoạn giao mùa, các bệnh cúm bùng phát mạnh và làn sóng COVID-19 thứ tư cúm trùng vào thời điểm này. Nguy cơ dịch bệnh kép đang khiến Nga đứng trước thách thức mới. Nga là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 và đến nay đã được đăng ký tại 70 quốc gia trên thế giới. Thế nhưng chính tại Nga, nhiều người dân vẫn có tâm lý không thích chủng ngừa hoặc chưa tin tưởng vào vaccine. Do đó, kế hoạch đạt miễn dịch cộng đồng vào mùa thu này khi 80% dân số được tiêm phòng đã bất thành. Tính đến ngày 10 tháng 10, tỷ lệ miễn dịch cộng đồng tại Nga ước đạt 45%, trong khi tỷ lệ những người đã tiêm đủ hai liều vaccine chỉ khoảng 34%. Tròn 30 năm sau khi tuyên bố độc lập, Azerbaijan từ một quốc gia gặp nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị và bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, đã vươn mình mạnh mẽ để trở thành một đất nước phát triển, là trung tâm vận tải kết nối khu vực châu Âu và châu Á. Đây là những thông tin được Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam chia sẻ tại hội thảo với chủ đề Kỷ niệm 30 năm giành lại độc lập của Azerbaijan, sự trỗi dậy của đất nước. Chia sẻ tại hội thảo, đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam, Anna Imanov cho biết, vào thời điểm 30 năm trước, nước Cộng hòa Azerbaijan đã đối mặt với hàng loạt những khó khăn về kinh tế, chính trị, đói nghèo và đứng trên bờ vực bị sụp đổ. Khoảng một triệu người dân Azerbaijan đã phải rời khỏi quê hương do bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Sau khi giành lại độc lập từ năm 1991, Tổng thống Haydak Aliyev Azerbaijan đã thực hiện hàng loạt những nỗ lực nhằm mục tiêu cải cách chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, cải thiện năng lực của quân đội. Hàng tỷ đô la Mỹ đã được đầu tư vào Azerbaijan và góp phần giúp quốc gia này thay ra đổi thịt và đạt được hàng loạt những thành tựu to lớn để có thể trỗi dậy mạnh mẽ. Azerbaijan đã tận dụng nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào để nâng cao xuất khẩu, thu về nguồn ngoại tệ lớn, cũng như vị trí thuận lợi ở hành lang vận chuyển đông tây và trở thành một trong những trung tâm vận tải kết nối châu âu và châu á Nhờ đó, Azerbaijan đã trở thành quốc gia dẫn đầu trong khu vực Nam Caucasus. Đánh giá về mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Azerbaijan, các chuyên gia cho rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước luôn được cả hai bên đánh giá cao và vun đắp trong suốt 29 năm qua. Đại sứ Azerbaijan, ông Imanov nhận định, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong những năm gần đây ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Việt Nam luôn là một trong những đối tác quan trọng của Azerbaijan ở Đông Nam Á, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, vận tải logistics, du lịch và giáo dục. Lần đầu tiên các bác sĩ tại Mỹ đã ghép thành công một quả thận lợn biến đổi gen cho người mà không bị hệ thống miễn dịch của người nhận đào thải ngay lập tức. Đây được coi là bước tiến lớn có thể giảm bớt sự thiếu hụt nghiêm trọng của cơ quan nội tạng để cấy ghép cho bệnh nhân. Quy trình cấy ghép được thực hiện tại trung tâm y tế NYU Langone Health ở thành phố New York của Mỹ. Các bác sĩ phẫu thuật đã sử dụng thận của một con lợn được biến đổi gen, khiến cho các mô của nó không chứa phân tử kích hoạt, phản ứng đầu thải ngay lập tức. Kết quả kiểm tra chức năng của quả thận cấy ghép cho thấy nó có vẻ như hoạt động bình thường. Theo nhận định, các nhà khoa học sẽ còn phải đối mặt với nhiều thách thức trước khi phương pháp này có thể được sử dụng đại trà. Tuy nhiên, bước tiến này đã mở ra cơ hội cho hàng trăm ngàn bệnh nhân đang chờ được ghép thận trên khắp thế giới. Riêng tại Mỹ, gần 107.000 người bệnh đang chờ ghép thận và trong đó có hơn 90 người, đang 90.000 người đang chờ ghép thận. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại những tin tức thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay.